Để bảo đảm có được những trải nghiệm tốt nhất có thể, bạn nên chắc chắn máy bay của mình đang sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất. Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật phần mềm cho máy bay. Chắc chắn là pin của máy bay phải hơn 40% và pin của remote điều khiển phải hơn 20%. Mở nguồn máy bay và remote điều khiển lên, theo dõi ứng dụng DJI Fly và chắc chắn là máy bay đã kết nối thành công với bộ điều khiển. Khi bộ điều khiển được kết nối với Internet, ứng dụng sẽ tự động kiểm tra phần mềm mới nhất cho cả máy bay và bộ điều khiển. Khi xuất hiện thông báo có phần mềm mới, bấm vào chữ Update. Trong quá trình cập nhật, không được tắt nguồn hoặc tắt ứng dụng. Ở tại giai đoạn này, máy bay và remote điều khiển có thể sẽ tự khởi động lại vài lần. Sau khi cập nhật thành công, máy bay sẽ tự động tắt nguồn và remote điều khiển vẫn giữ nguyên nguồn.